mạc sôi động giàu bản sắc, Lào Cai mong muốn giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup sẽ để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Tình trạng kích giường đất một cách tận diệt cùng hoạt động thu mua sơ chế giường đất đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường. Huyện Bắc Hà khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức viên chức mặc trang phục dân tộc trong khi thực thi nhiệm vụ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung nổi bật vừa rồi đã mở đầu chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 20 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2023, tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch, trong đó điểm nhấn là chương trình sân khấu hóa tái hiện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn. Theo đó, có gần 20 chương trình hoạt động diễn ra trước, trong và sau lễ kỷ niệm năm nay như triển lãm Bác Tôn với Thiếu niên Nhi đồng, hội thi vẽ Thiếu nhi Cù Lao Ông Hổ với Bác Tôn lần thứ 5 năm 2023, cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đặc biệt, có hai buổi lễ được tổ chức trọng thể ngày 19 tháng 8, gồm lễ dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại quảng trường Trưng Nữ Phương, thành phố Long Xuyên. Tại chương trình, với các tiết mục hoạt cảnh sân khấu đặc sắc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo đổi mới, tăng các cuộc tiếp xúc, phối hợp tiếp xúc gắn với chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tiếp xúc cử tri tại 160 điểm, tiếp thu 667 ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giải quyết xong và trả lời 492 ý kiến, hiện còn 175 ý kiến đang tiếp tục được xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. Việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri hai cấp tỉnh, huyện hoặc cấp huyện, xã được tăng cường. Tại các cuộc tiếp xúc đều có sự tham gia của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng. Nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri được đổi mới, tập trung làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Hầu hết ý kiến kiến nghị đều được chính quyền, ngành chức năng chỉ đạo phối hợp giải quyết theo quy định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. Theo đó, trong 3 năm, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec sẽ hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh một số nội dung về hợp tác chuyên môn trong các chuyên khoa trọng điểm, gồm ghép gan, phẫu thuật tim và can thiệp tim mạch, điều trị và quản lý bệnh nhân suy tim, phẫu thuật ung thư thực quản, ung thư đại tràng, phẫu thuật và điều trị ung thư xương, hỗ trợ sinh sản, ngoại thần kinh. Đồng thời phối hợp khám sàng lọc ban đầu và phân công phân tuyến điều trị đối với từng chuyên khoa, hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn từ xa, nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý y tế, quản lý bệnh viện. Việc hợp tác góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tay nghề cho cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện, giúp người dân được thụ hưởng nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu tại tỉnh. Thưa quý vị, hôm nay giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 bước vào ngày thi đấu thứ hai với 3 trận tranh tài. Các đội tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ Lào Cai và cả nước những pha bóng đẹp mắt, những trận đấu sôi động, hấp dẫn. 15 giờ trận đấu đầu tiên của ngày thứ hai cũng là trận đấu thứ tư của giải giữa đội tuyển Suwon Hàn Quốc và đội Đại học Kansai Nhật Bản. Cả hai đội bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng, bởi trong ngày thi đấu trước đó, cả hai đều chưa có được điểm số nào. Sau những pha bóng giằng co, với kỹ chiến thuật tốt hơn, các cô gái đến từ Đại học Kansai Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Ở trận đấu thứ hai, các cô gái tuyển Việt Nam 2 đối đầu với đội tuyển Australia. Trước đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, thể hình tốt, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh có những xích đấu khá giằng co. Nhưng với lợi thế sân nhà, chiến thuật hợp lý, thi đấu hết mình, tuyển Việt Nam 2 liên tiếp ghi điểm nhờ những tình huống tấn công uy lực. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam 2 đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Trận đấu cuối cùng trong ngày bắt đầu lúc 19 giờ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Suwon Hàn Quốc với đội tuyển Việt Nam 1.
Những thông tin tiếp theo về giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Feroli 2023 sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đến với Lào Cai. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Đài truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, giải đã có một khởi đầu ấn tượng đối với khán giả. Lễ khai mạc giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup Feroli được tổ chức trang trọng. Chương trình nghệ thuật chào mừng với các tiết mục hiện đại kết hợp cùng nét văn hóa truyền thống các dân tộc Lào Cai đã phần nào giới thiệu cho khán giả cả nước và quốc tế về một Lào Cai năng động, đậm đà bản sắc. Dù lần đầu tiên tổ chức một giải đấu quy mô quốc tế, nhưng tỉnh Lào Cai đã thể hiện được sự chu đáo, chuyên nghiệp và mến khách. Đây là không khí ở ngoài nhà thi đấu. Rất đông cổ động viên của người Lào Cai, của các tỉnh bạn đã đến để cổ vũ cho các đội bóng. Đến thời điểm này thì công tác phối hợp giữa tỉnh Lào Cai với Đài phát thanh Đài truyền hình Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thì đã rất là tốt, và chúng tôi thấy rằng là bây giờ sẽ tối tải công tác phối hợp sẽ được tăng cường để các trận đấu sẽ được tổ chức diễn ra và người hâm mộ của Lào Cai thì sẽ được tới nhà thi đấu để thưởng thức các trận đấu hay. 6 đội tuyển tham gia giải năm nay là đội tuyển Australia, Đại học Kansai Nhật Bản, Suwon Hàn Quốc, câu lạc bộ Chocomucho Philippines và đội tuyển Việt Nam 1, Việt Nam 2 đã lần lượt thi đấu các trận đầu tiên. Chuyên môn cao, thi đấu quyết liệt nhưng không thiếu đi sự mềm mại của các nữ tuyển thủ. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ phô diễn tài năng, kỹ thuật mang đến cho khán giả những trận đấu đỉnh cao. Trong khán đài nhà thi đấu Lào Cai này rất là sôi động, khán giả cổ vũ cho hai đội rất nhiệt tình và các vận động viên thi đấu hết sức mình, ngang tài ngang sức. Nói chung là các đội mang hết cái khả năng nhiệt tình để thi đấu rất là sôi động. Không khí là rất là sôi động, hào hứng về lần đầu tiên về đến Lào Cai. Rất là khán giả rất là hâm mộ đội tuyển Việt Nam, nhất là Thanh Thúy, vận động viên Thanh Thúy. Trong suốt quá trình diễn ra các trận đấu, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, các hoạt động hậu cần phục vụ giải được các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả, tạo ấn tượng về một Lào Cai thân thiện, mến khách. Thì đối với lượng tôi cũng đã tập trung rất cao độ cho các cái công tác chuẩn bị bến bãi, chuẩn bị con người, chuẩn bị vật tư, thiết bị cho công tác trông giữ xe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì nó cũng không phải không có những khó khăn. Song đối với tinh thần là quyết tâm làm sao đảm bảo nhất cho cái an toàn về con người, về trật tự, về phương tiện trong cái giải VTV Cup này được an toàn tuyệt đối. Sức nóng, sắc màu của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 đã thực sự lan tỏa khắp mọi nơi. Bằng tình yêu thể thao, mỗi người hâm mộ, mỗi thành viên ban tổ chức, tổ giúp việc đã cùng kiến tạo nên những ngày đáng nhớ trong không khí cuồng nhiệt của giải thể thao quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Lào Cai. Từ năm học 2023-2024, tỉnh Lào Cai có thêm 2 trường trung học phổ thông mới là trường trung học phổ thông Hoàng Liên, thị xã Sapa, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà, huyện Bắc Hà. Công tác chuẩn bị năm học mới tại 2 trường này đang được gấp rút triển khai. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, thị xã Sapa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông số 1 của hai địa phương chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục từ ngày 1 tháng 9 tới, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, bố trí phân công nhiệm vụ lãnh đạo trường, phụ trách tạm thời các trường bộ phận, chuẩn bị kiện toàn tổ chuyên môn, đoàn thể đầu năm học theo đúng quy định. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch chuẩn bị tựu trường và lễ khai giảng. Đến nay, cơ bản hai trường đã đảm bảo các điều kiện cho năm học 2023-2024. Đã bước vào vụ trồng chè chính, tuy nhiên kế hoạch trồng mới 1.055 ha chè năm 2023 của Lào Cai đang gặp khó khăn. Đến trung tuần tháng 8, toàn tỉnh mới trồng được khoảng 250 ha chè, đạt gần 25%. Tại các vùng chè nguyên liệu của tỉnh như Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Sát và Mường Khương, xảy ra tình trạng người dân trồng xen cây quế vào các nương chè hoặc thay thế hoàn toàn diện tích trồng chè, trồng chuối bằng cây quế. Do vậy, diện tích chè chuối tại một số địa phương giảm, việc triển khai trồng mới chậm. Bên cạnh đó, các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia yêu cầu phải có liên kết sản xuất, trong khi cơ chế hỗ trợ chưa có hướng dẫn rõ ràng. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương chỉ đạo bà con nông dân không đưa cây quế trồng xen lẫn hoặc thay thế các đồi chè để giữ vững vùng nguyên liệu,
tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ trồng chè mới. Thưa quý vị, tại huyện Simacai, tình trạng kích giun đất đang diễn ra khá phổ biến, khiến các cơ sở thu mua, sơ chế giun đất mọc lên theo. Điều đáng nói là hoạt động tự phát của các cơ sở này đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Đường nước thải này là của một xưởng sơ chế giun đất xả thẳng ra con suối gần đó. Mặc dù được ngụy trang dưới nhiều lớp cây khô, nhưng mùi hôi thối nồng nặc vẫn bốc lên. Tôi mỗi lần đi qua mấy nhà sấy giun ý thì ngửi thấy rất là nhiều mùi hôi thối. Mà những nước thải để làm sạch giun thải ra môi trường thì cũng ô nhiễm môi trường. Như tôi cũng đang nuôi con nhỏ, mỗi lần đi qua tôi còn phải ngại và đeo khẩu trang chuẩn bị kín mít. Các cơ sở thu mua giun đất mọc lên đồng nghĩa với nhiều người dân địa phương đổ xô đi kích giun. Chỉ sau một giờ, hai chú cháu anh Thền Văn Lợi đã kích được khoảng 1,5 kg giun đất. Với giá bán là 50.000 đồng mỗi kg, anh Lợi cho rằng đây là công việc nhẹ nhàng. Ở nhà không thì em ngày nào em cũng đi kích. Một ngày lấy được tầm 10 cân, 12 cân. Thì chỉ giá tiền nó là 50.000 một cân thì một ngày cũng lấy được tầm 300-400 nghìn. Mà đi kích giun thì nó làm nó nhẹ nhàng hơn, bán giun thì nó dễ hơn là mình đi làm việc khác nó nặng hơn đi. Ngoài kích giun trên đất của gia đình, những người đi kích giun đất còn thỏa thuận chia 50-50 đối với chủ đất để được kích giun. Thậm chí họ còn công khai kích giun đất của nhà người ở địa phương khác. Làm ruộng, làm nương thì cô cũng không muốn cho ai đi kích giun của đất nhà mình để ảnh hưởng đến đất làm ăn, ảnh hưởng đến hoa màu, nó bị xấu hết đấy. Theo những người làm thuê ở các xưởng sơ chế giun, trung bình mỗi ngày xưởng thu mua chế biến từ 400 đến 500 kg giun đất. Hiện Simacai có tới 7 cơ sở tự phát thu mua, sơ chế giun. Như vậy, số lượng giun đất bị khai thác theo kiểu tận diệt có thể lên tới vài tấn mỗi ngày. Trước tình trạng này, Công an huyện Simacai đã lập biên bản đối với hai xưởng sơ chế, tạm giữ một số thiết bị. Mua các cái thiết bị này rất phổ biến và rất dễ dàng. Người bán có thể chuyển cái máy thiết bị này đến với người mua một cách rất là nhanh chóng và thuận tiện. Giá của mỗi một chiếc bộ kích giun đất này thì cũng chỉ từ 5 triệu đến 6 triệu. Vì vậy nên là các hộ dân mà có nhu cầu thì đều có khả năng có thể mua được để sử dụng. Công an huyện Simacai đang tích cực phối hợp với phòng ban chuyên môn xuống các thôn bản tuyên truyền tới người dân về tác hại của việc kích giun đất. Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các xã tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện đối tượng vi phạm và xử lý kịp thời, bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, trang phục dân tộc không chỉ đại diện cho bản sắc văn hóa mà còn là niềm tự hào của dân tộc đó. Khi sử dụng đúng lúc, đúng chỗ sẽ tạo nên sự gần gũi, thân thiện, tin tưởng đối với mọi người xung quanh. Cũng bởi vậy mà huyện Bắc Hà đang khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức viên chức mặc trang phục dân tộc trong khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là tại cơ sở. Trong các buổi sinh hoạt của nhóm đạo Tin Lành ở thôn Xà Phìn, xã Bản Liền, thường có cán bộ thôn xã và cả cấp trên về cùng dự. Mỗi lần như thế, cán bộ mặc trang phục truyền thống luôn tạo được sự gần gũi thân thiện với bà con. Có người nó lại mặc áo như là cán bộ thì nhìn nó mình lạ lạ một tí, nhưng mà mặc áo dân tộc thì nhìn nó lại dễ gần hơn. Chuyện nói chuyện về làm cuộc sống sạch đẹp và nhà cửa sạch đẹp, làm cho con đường nó đi nó sạch cả thôn bản. Đó là lời ngợi khen của người dân Xà Phìn dành cho chị Vàng Thị Ngân, người dân tộc Tày, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã. Ngoài công việc chung tại xã, chị Ngân thường xuyên xuống các thôn bản gặp gỡ bà con. Lần nào chị cũng lựa chọn mặc trang phục dân tộc Tày, vừa giản dị, vừa gần gũi. Dù có đi với các lạc bản của dân tộc Mông hay dân tộc Nùng ở trên địa bàn xã, mình mặc trang phục dân tộc Tày đi, mình cũng cảm thấy rất là tự tin, rất là tự hào. Chị em phụ nữ cũng cảm thấy thân thiện hơn, bởi vì thấy chị cũng là một người dân tộc, nhưng chị vẫn có thể đi làm công tác xã hội. Đến thì mọi người, tất cả các hoạt động, mình vận động, mọi người cũng ủng hộ mình. Huyện Bắc Hà có nhiều dân tộc cùng chung sống,
để nêu cao tinh thần đoàn kết trong toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, viên chức và đặc biệt là những người đứng đầu phải thực sự gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và hiểu được tâm tư nguyện vọng của đồng bào. Đi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 1 ở trên sông Lợn là một cái địa bàn mà có rất đông đồng bào người Nùng, thì tôi cũng mặc bộ quần áo người Nùng. Và trong cái buổi tiếp xúc đó thì chị em phụ nữ nhìn thấy một đồng chí lãnh đạo huyện mà mặc bộ quần áo dân tộc trang phục mình. Thứ nhất là các chị em rất thích, nó tạo được cái sự gần gũi giữa cán bộ với người dân và xóa đi cái khoảng cách, đấy, rồi là dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình hơn. Rõ ràng trang phục dân tộc không chỉ là văn hóa mà còn là sợi dây liên kết giúp mọi người gần gũi và tin tưởng nhau hơn. Cách làm ở Bắc Hà và một số địa phương như Bảo Yên, Văn Bàn đang triển khai cho thấy sáng tạo của các cấp ủy chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Tiếp theo chương trình, thành lập Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Hội đồng Điều phối vùng Trung Du và Miền núi phía Bắc. Chủ tịch Cuba Díaz-Canel chính thức bắt đầu chuyến công du châu Phi. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thành lập Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Hội đồng Điều phối vùng Trung Du và Miền núi phía Bắc. Hội đồng có nhiệm vụ điều phối các hoạt động lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia trong phạm vi liên quan, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, thành phố của vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghiên cứu đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng, đảm bảo đồng bộ hiệu quả. Điều với các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên kết cấu hạ tầng giao thông, nghiên cứu đề xuất việc hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng, hướng dẫn hỗ trợ các địa phương giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố nằm ngoài thẩm quyền của từng địa phương trong vùng. Trung tâm Tin học và Công nghệ số Bộ Công Thương đang nghiên cứu hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương. Khi tham gia, mỗi tỉnh thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn, trong đó tập trung tất cả các doanh nghiệp sản xuất và các sản phẩm của các tỉnh thành để thuận tiện cho việc quản lý, điều phối, vận hành và phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Trung tâm Tin học và Công nghệ số cũng dự kiến phối hợp với các chuyên gia từ sàn thương mại điện tử, tổ chức các lớp tập huấn, kỹ năng giúp doanh nghiệp từng bước nắm bắt và trực tiếp thực hiện quy trình đăng sản phẩm, quản lý gian hàng, chăm sóc khách hàng trên các sàn thương mại điện tử. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Hàn Quốc sáng ngày 20 tháng 8 đưa tin, Hàn Quốc... Chính phủ do ông đứng đầu vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch điều chỉnh thành phần Ủy ban bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao. Biện pháp được đánh giá là sâu rộng nhất và gây tranh cãi nhất trong gói cải cách tư pháp. Thủ tướng Netanyahu lập luận kế hoạch cải cách tư pháp là nhằm đạt được sự cân bằng quyền lực giữa tòa án tối cao và Quốc hội Israel. Cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos thông báo tàu vũ trụ Luna 25 của nước này đã cung cấp những kết quả đầu tiên trong sứ mệnh đi tới cực Nam Mặt Trăng. Theo Roscosmos, Luna 25 đã gửi hình ảnh miệng núi lửa Ziman trên Mặt Trăng. Đây là miệng núi lửa sâu thứ 3 ở bán cầu Nam của Mặt Trăng với đường kính 190 km và sâu 8 km. Ngoài ra, Luna 25 cũng thu thập được một số thông tin về những nguyên tố hóa học trong đất Mặt Trăng cũng như sự kiện va chạm vi thiên thạch. Hiện những kết quả này đang được phân tích. Cùng ngày, Roscosmos cũng xác nhận đã có một tình huống khẩn cấp xảy ra khiến tàu Luna 25 không thể thực hiện đường bay trong điều kiện nhất định. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết sự cố có ảnh hưởng tới thời điểm tàu hạ cánh xuống Mặt Trăng, dự kiến vào ngày 21 tháng 8 tới của Luna 25 hay không. Quý vị và các bạn thân mến, với du lịch mạo hiểm, những vách núi treo leo, những cung đường rừng núi sẽ làm say mê du khách ưa thích khám phá. Xu hướng chọn các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, trong đó có loại hình du lịch đi bộ dài ngày hay còn được gọi là trekking, ngày càng được ưa chuộng. Trong một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay, mời quý vị cùng khám phá những cung đường trekking tại các địa phương trong tỉnh. Thank you.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, vùng cao đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ đo được phổ biến tại thành phố Lào Cai là 29 độ, thị xã Sapa là 21 độ. Huyện Bắc Hà là 24 độ. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn trong thời gian nhiều ngày gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi như thị xã Sapa, huyện Bắc Hà, Bát Sát, Mường Khương và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ thuộc khu vực các huyện như là Văn Bàn, Bảo Yên, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 20 ngày 21 tháng 8 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, gió bắc cấp 2, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.